Ban biên tập xin được lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi. Còn trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán thính giả những thông tin mới nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Cũng có cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 1 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục. Đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông của Thượng Hải, một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với vận tốc hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Orestopia. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jim Milai Ernest Chow và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương ở Thượng Hải đã bị sét đánh, mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc Phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược ắt sẽ gặp báo ứng. Vừa qua, trận lũ số 1 trong năm 2023 đã được hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Ủy ban kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, vào lúc 8:07, một đỉnh lũ với lưu lượng chảy 2.500 mét khối trên giây đã xuất hiện tại trạm thủy văn đường Nái Hợi trên thượng lưu sông Hoàng Hà. Đây là trận lũ thứ 1 của sông Hoàng Hà trong năm nay. Kể từ đầu tháng này, những cơn mưa xối xả ở Trung Quốc đã gây ra nguy hại cho hàng chục triệu người dân. Trong vài tuần gần đây đã ghi nhận ít nhất 88 người thiệt mạng. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh cho những cơn mưa lớn. Hiện nay, cơn lũ đã quét tới sông Tiền Đường. Theo China News Service đưa tin, Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang cho biết, 3:35 chiều, mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lan Khê, thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28 m. Chính quyền thông báo rằng trận lũ số 1 ở sông Tiền Đường trong năm nay đã xuất hiện. Địa phương đã khởi động bộ đội ứng phó phòng chống lũ lụt khẩn cấp cấp 4 vào lúc 10:30 tối. Phía chính quyền cho biết, toàn tỉnh Chiết Giang có hơn 20 hồ chứa lớn và vừa đã vượt mức giới hạn lũ, trong đó có 5 hồ chứa quy mô lớn là hồ chứa nước Khâm Thốn ở huyện Tân Xương, hồ chứa nước Nam Sơn, thành phố Thạng Châu, hồ chứa nước Thang Phổ, quận Thượng Ngu và hồ chứa nước Đồng Sơn Nguyên ở thành phố Củ Châu và hồ chứa nước Thanh Sơn ở quận Lâm An. Các trạm sông hồ lớn chính có 21 trạm vượt mức nước cảnh báo, trong đó có 1 trạm vượt quá mức nước đảm bảo, đó là trạm Gia Hưng ở thị trấn Ô Trấn. Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, các hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Chiết Giang có tổng trữ lượng nước là 28.278 tỷ mét khối, tăng 3.804 tỷ mét khối kể từ khi bước vào mùa mưa. Lưu vực sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ, hồ chứa tăng lượng xả lũ lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo lưu vực sông Dương Tử sẽ lại có lượng mưa lớn. Lưu vực sông Hoàng Hà sẽ bước vào mùa lũ. Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi gần đây đã yêu cầu hồ chứa Tiểu Lãng Đẻ trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả lũ. Từ 8 giờ sáng, hồ chứa đã được xả với tốc độ 5.520 m khối trên giây. Chính quyền đã yêu cầu xả lũ mạnh để giảm dung lượng hồ chứa, bảo đảm trước mùa lũ phải giảm mực nước xuống dưới hạn mức cảnh báo lũ. Theo lời giải thích của ông Sang Ân Tuệ, Viện Phó Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi sông Hoàng Hà, kể từ khi vận hành hồ chứa Tiểu Lãng Đẻ kết hợp với việc khống chế lượng cát dưới hồ, lưu lượng dòng chảy tối thiểu của lòng sông chính ở hạ lưu sông Hoàng Hà đã tăng dần từ 1.800 m khối trên giây lên 4.350 m khối trên giây. Nhưng dần dần lớp cát bùn dưới lòng sông bị thô hóa nên tạo thành một lớp dày từ vài cm đến hơn 10 cm, ảnh hưởng đến việc cải thiện khả năng của dòng chảy ở hạ lưu. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của những cơn mưa lớn ở trung và thượng lưu sông Dương Tử nên lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng. Để giải phóng dung tích hồ chứa nhằm ứng phó với lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai, đập Tam Hiệp đã mở 2 cửa xả vào sáng thứ 6, gia tăng lưu lượng xả lũ. Đây là lần xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp trong năm nay. Tính đến 3 giờ chiều, mực nước của đập là 148,31 m, mực nước ở mức xả là 34.800 m khối trên giây, nhưng gần như không có khác biệt gì so với mức 148,58 m. Việc đập Tam Hiệp xả lũ dự kiến sẽ mang lại áp lực rất lớn cho nhiều thành phố ở lưu vực hạ lưu. Vào lúc 8 giờ sáng, Văn phòng thành phố Vũ Hán thông báo và theo dõi mực nước thực tế cho thấy mực nước vào lúc 8 giờ sáng của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử đạt tới 25 m và trạm mực nước phòng lũ được thiết lập. Thời gian trạm mức phòng lũ sớm hơn một ngày so với dự đoán. Trên thực tế, mưa bão ở Trung Quốc không ngừng mở rộng và 7 giờ đã đến tỉnh Hồ Nam, trong đó điểm du lịch nổi tiếng Phượng Hoàng Cổ Trấn bắt đầu mưa kể từ hôm thứ Sáu. Nhiều nơi trong nội thành, đường biến thành sông, một số nơi cục bộ nước ngập ngang thắt lưng và xe cộ bị chết máy trên đường. Theo quan sát của chính quyền địa phương, từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm thứ Sáu, lượng mưa tích lũy ở thị trấn Đà Giang, huyện Phượng Hoàng đạt mức 219,5 mm. Những con đường trong thành phố cổ tuyệt đẹp ở hai bên sông Đà Giang đã bị lũ nhấn chìm, gây khó khăn cho việc đi lại. Vành đai mưa sẽ di chuyển đến Hoàng Hoài và Giang Hoài trong 10 ngày tới. Trần Đào Trân Tào, nhân viên dự báo cấp cao của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, đợt mưa này ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, thời gian mưa dài và cục bộ có lượng mưa lớn. Mưa bắt đầu từ bồn địa Tứ Xuyên rồi di chuyển một mạch về phía đông. Hôm thứ Năm, lượng mưa ở An Huy, Giang Tô và các khu vực khác tăng đáng kể. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, vành đai mưa chính dần bị đẩy xuống phía nam đến phía bắc của Giang Nam. Cường độ mưa giảm mạnh, tuy nhiên một đợt mưa mới xuất hiện ở khu vực Giang Hán và Giang Hoài. Đây là vị trí chồng lấn với khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn vào cuối tháng trước, nên lượng mưa tích lũy sẽ cao hơn 1 đến 2 lần so với trung bình hàng năm. Theo ước tính, trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính sẽ chủ yếu nằm ở khu vực bồn địa Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và phía Bắc Giang Nam. Dự kiến sáng ngày thứ Bảy đến sáng Chủ nhật sẽ có mưa to cục bộ ở khu vực Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Đông Bắc, Phúc Kiến và Chiết Giang. Trong đó phía Nam Tứ Xuyên, phía Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang sẽ có mưa rất to, từ 100 đến 140 mm. Ngoài ra, một vài nơi còn có thời tiết đối lưu mạnh như sông bão và gió mạnh. Tân Hoa Xã đưa tin thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang hứng chịu những cơn mưa lớn và có 13 đoạn đường bị ngập lụt. Cục khí tượng Vũ Hán đã dự báo mưa lớn vẫn xảy ra trong thời gian tới. Các nhà chức trách dự kiến sẽ có mưa to gần dòng chính của thượng nguồn sông Dương Tử trong vài ngày tới. Đến giữa tháng này, một đợt lũ mới có thể sẽ xảy ra ở hồ chứa Tam Hiệp. Mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở khắp nơi trên toàn Trung Quốc. Theo giới chức, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở 27 tỉnh của Trung Quốc, với hơn 11 triệu người mất nhà. Tuy nhiên, người dân địa phương còn nghi ngờ rằng chính quyền cũng đang bí mật xả nước trong hồ chứa đầy nước mưa, làm cho tình hình lũ lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Dự báo cho các khu vực này sẽ tiếp tục có nhiều mưa hơn nữa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã đăng một thông báo báo động màu vàng là mức báo động thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Điều đó có nghĩa là lượng mưa đã đạt tới 50 mm trở lên trong vòng 7 giờ qua. Cụ thể, các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô cũng như Thượng Hải sẽ có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Đỉnh điểm lượng mưa có thể đạt tới 200 mm. Nghi Dương là thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng vào cuối tháng này do lượng mưa lớn. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử. Kể từ giữa tháng này, các khu vực thượng nguồn của sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này. Người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Si Han cho biết, mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Ông cũng nói thêm rằng lượng nước dư thừa từ hồ chứa có thể gây khó khăn để nước mưa chảy ra sông Dương Tử, sau đó gây ra lũ lụt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Wang Weilu, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức, đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Đơn vị điều hành đập là tập đoàn đập Tam Hiệp của Trung Quốc gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ hồ chứa. Cả công ty và phương tiện truyền thông nhà nước đều không đề cập đến nguy cơ lũ lụt do xả nước. Cho đến nay, giới chức chưa công bố số người tử vong. Tuần qua, Hồ Tai ở Giang Tô lần đầu tiên bị ngập trong năm nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo rằng mực nước Hồ Tai sẽ tiếp tục tăng trong 2 ngày tới do mưa lớn. Cơ quan này dự đoán sông Hoài gần đó trải dài qua các tỉnh An Huy và Giang Tô có thể sẽ bị vỡ bờ. Giới chức cũng cho biết sông Ô Tô Lý ở phía đông bắc của tỉnh Hoắc Long Giang, sông Đại Độ ở phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, sông Kỳ Thủy ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, sông Gia Lăng chảy qua Tứ Xuyên và Trùng Khánh, sông Ngô ở phía tây nam của tỉnh Quý Châu, sông Du An ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, sông Chương ở tỉnh An Huy và nhiều con sông khác đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Mi An Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Đến ngày hôm qua đã có ít nhất 10 người mất tích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho ban biên tập chúng tôi. Thay mặt cho ekip làm chương trình, Thùy Vân xin được cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.